Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát, thường làm việc khó làm, tuy học các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Tuy học các pháp không nội, không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn, không đổi khác, không bổn tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh. Tuy học thánh đế khổ tập diệt đạo, tuy học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tuy học pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, nhưng nửa chừng chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, thối thất quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy rất là hiếm có. Phật dạy, này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát ấy đối với các hữu tình thề chẳng rời bỏ. Họ nguyện, nếu các hữu tình chưa được giải thoát thì ta quyết chẳng bỏ gia hạnh đã khởi. Này thiện hiện, nguyện lực của các đại Bồ Tát thù thắng thường nghĩ, tất cả hữu tình nếu chưa giải thoát thì ta quyết chẳng bỏ họ. Do phát khởi tâm rộng lớn như thế nên nửa chừng quyết chẳng thối lui.